Bạn đã từng làm răng sứ, bạn có quan tâm đến tuổi thọ của răng sứ. Răng sứ cũng giống như răng thật, chúng ta cần phải chăm sóc tốt mới được kéo dài tuổi thọ của răng sứ. Vì vậy, chăm sóc răng sứ như thế nào để gia tăng tuổi thọ của răng sứ, cùng tôi Nguyễn Đặng Lực đến từ Nha Khoa Việt Đức tìm hiểu nhé. Tại sao phải chăm sóc răng sứ thật tốt? Cũng giống như răng thật, chúng ta cần phải chăm sóc răng sứ thật tốt, bởi vì răng sứ sau khi bọc, nếu như mà không đúng quy trình hoặc là vệ sinh không đúng cách, sẽ dễ gây nên những các vấn đề răng miệng nghiêm trọng như là mảng bám nè, cao răng nè, xỉn màu răng nè, và những bệnh lý răng miệng kéo theo như là viêm lợi, viêm da chu, hôi miệng và chảy máu chân răng. Vậy làm thế nào để tăng tuổi thọ của răng sứ? Sau đây tôi sẽ chia sẻ 5 bí quyết đến từ chuyên gia của Nha Khoa Việt Đức. Thứ nhất, chúng ta nên chọn nha khoa uy tín, vì nha khoa uy tín sẽ có những quy trình làm răng sứ chuẩn để giúp chúng ta không có những hàm răng sứ bị lỗi như là hôi miệng, đen vùng lợi, xỉn màu. Và chúng ta nên chọn răng sứ chính hãng để được chế độ bảo hành tốt, độ bền cao và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ hai là chế độ ăn uống. Răng sứ được chế tác với độ chịu lực cao hơn là so với là răng thật. Tuy nhiên, nếu như mà so về độ dẻo dai thì không bằng răng thật. Vì vậy, trong khi ăn nhai, các bạn nên chú ý nhai đều để đều cân bằng lực hai hàm. Hạn chế ăn thức ăn ngọt như là bánh, kẹo, nước ngọt, nước đường hay là các loại thực phẩm sẫm màu, không hút thuốc lá, bởi vì chúng có thể gây ra xỉn màu răng sứ và nguyên nhân gây ra các bệnh về răng miệng. Tránh ăn thức ăn quá nóng, quá lạnh hoặc là quá dẻo dính như là kẹo cao su, kẹo dẻo. Tuyệt đối không nên ăn những thức ăn quá cứng, quá dai, vì khi bạn cắn, nếu như vừa không dùng cân bằng lực thì nó sẽ là dễ làm vỡ răng sứ. Nên ăn những thực phẩm mềm như là các loại rau, củ, quả để bổ sung vitamin, vừa tăng cường hệ miễn dịch và vừa tốt cho sức khỏe của răng miệng. Thứ ba là vệ sinh răng miệng đúng cách. Chải răng ít nhất 2 lần trên một ngày với bàn chải có đầu lông mềm và ưu tiên những loại kem đánh răng có chứa floor, thay bàn chải định kỳ 3-4 tháng một lần để đảm bảo bàn chải có thể lấy đi những mảng bám còn thừa trong khoang miệng. Kết hợp sử dụng chỉ nha khoa, nước súc miệng, tăm nước để giúp răng không còn những mảng bám tại những vị trí mà bàn chải không thể lấy đi được. Thi thoảng bạn có thể dùng đầu ngón tay để massage cái phần lợi dưới nướu để được lưu thông, mạch máu lưu thông tốt hơn. Thứ tư, chúng ta nên loại bỏ những thói quen xấu như là ăn đồ ăn quá cứng, quá dai và sử dụng tăm xỉa răng. Thứ năm là thăm khám định kỳ tại nha khoa. Để răng sứ luôn bền đẹp và nụ cười của bạn luôn rạng rỡ thì việc vệ sinh răng đúng cách chưa đủ. Do đó, chúng ta nên đến nha khoa để thăm khám định kỳ 6 tháng một lần để được lấy cao răng, để được kiểm tra những cái răng sứ của các bạn. Và điều này có thể giúp giảm đi các bệnh lý về răng cũng như là sức khỏe răng miệng để đảm bảo tốt hơn. Trên đây là 5 bí quyết giúp tăng tuổi thọ của răng sứ đến từ chuyên gia của Nha Khoa Việt Đức. Hy vọng có thể giúp các bạn có thêm những kiến thức tốt hơn về răng sứ. Nếu như còn thắc mắc gì về vấn đề răng sứ và tuổi thọ của răng sứ hoặc là thẩm mỹ về răng sứ thì các bạn có thể để lại comment và theo dõi kênh YouTube của Nha Khoa Việt Đức để được biết thêm nhiều kiến thức về răng sứ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.